Hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Ok, hello chào các bạn. Hôm nay lên đồ với cả Linh là lên thành phố là để đi nhờ anh Tiến đi mua cá, gọi là cá nước ngọt để về om dưa. Về cá chép om dưa. Cá chép om dưa thì hôm nay là mình sẽ dẫn đến một cái chỗ rất nhiều cá để xem cá tươi luôn. Toàn cá tươi, cá sống, cá nước ngọt ngon lắm. Có anh em cải thiện thử đi vào tham quan như thế nào. Cải thiện bữa ăn. Bên đây là cá nhưng mà hiếm lắm. Nhưng mà cá coi à? Cá coi. Không không, cá chép. Cá chép mà. Hay là em thế. Cá coi giờ không ăn được. Nhưng mà tí mà đắt quá thì hàng rào này là cũng bật được này. Đấy, đi. Đây là một cái khu gọi là khu sinh thái. Cổng gỗ. Cá tư bên. Essa venda, nossa fazenda grande. Tem fazenda? Sim, tem fazenda. Rico muito. Bạn mình rất là giàu. Đây là anh bạn của mình tên là Johnny. Anh ấy làm thầy giáo nhưng mà anh là rất là yêu thiên nhiên. May quá hôm nay là anh ấy có ở nhà. Complimenta, chào các bạn. Ok, chào. Chào các bạn, chào các bạn. Ah, chào các bạn. Johnny, boa tarde, Johnny. Sim. Certo. Manas, só um momento, vamos atender. Certo. As manas podem esperar, pode esperar meu aqui. Vou dar choque. Dạ vâng. Nước mua mà chạy cho chó. Ôi, trong này đẹp lắm. Bê cái. Ôi giời. Anh Johnny này anh rất thích, rất yêu thiên nhiên. Nhà anh ấy có cá, có... À, cá này. Ủa, đẹp vậy. Ơ, nói mỗi cái bi vế này. Mỗi bi vế mà bò này. Bi bắn này. Đây là cái bể cá... Cá vàng nhỉ. Đây là cá này nhỏ quá không ăn được nhỉ? Cá nhỏ quá. Hả? Cá nhỏ quá. Ô, bột à? Vừa cái kia 500 trong xe rồi. Mà đang kế dụng như... Vừa đẹp không? Cá vàng đẹp không này? Không, cá này thì không ăn được rồi. Ôi! Con đây, cá vàng ơi, đẹp không? Cá này không ăn được rồi. Cá ăn được rồi. Cá to bên đây rồi. Cá to hơn, mai gran đi, tênh mai gran đi. Tênh mai gran. Ok. Mua cả cành về ăn. Đi bảo cá nước ngọt thì chỉ có cá này thôi. Ôi, ở đây nuôi nhiều chim không? Ôi, chim rồi. Chim đẹp này. Ôi, tung này. Ui, đây này. Aqui tem pássaro. À, đây là vẹt đây. Aqui, anh Johnny này. Nuôi cả vẹt. Đâu? Ồ, đây vậy. Ô, con bán à, bán đấy. Bán nhá. Bán à? Ừ. Ui, đây có con cá to lắm. Ồ, gần chục cân. Ui, ôi. Cá to thật. Tinh, tinh. Ui, trời. Cá. Có đem bao nhá, có đem bao nhá. Tinh, bao nhá, bao nhiêu mà có ra đi. Thiết kế, thiết kế. Để mơ đồ mà. Eu quero ele subiu. Ele já assim não vai subir. Sao gì đứng gì ra đây? Cho con tìm ra phòng. Cũng làm béo như ta ấy. Ờ. Con làm béo ấy. Cũng béo hết rồi. Trời ơi. Này sao rồi? Ăn đi, mua về ăn. Bóp vào nhau. Mua về ăn. Grande, ui giời. Grande. Anh Johnny anh bắt một con để cho... Cái bể này là bể cá coi của anh Johnny. Thôi. Cầm tay vào. Đây là... Cầm tay vào mới biết được. Cá coi đấy chứ. Cá coi. Cá coi đang ôm dưa được. Bể này... Đang định mua cơ em ôm dưa coi. Bể này là bể... Ui. Ui. Kinh. Ui. Đang định mua cho các em ôm dưa đấy. Không bê được. Rồi đi bê cá. Bể cá. Đấy. Là duy nhất là ở tỉnh này có một anh Johnny này chơi cá coi. À cả mình nữa, mình cũng được. Mình cũng chơi cá coi nhưng mà bể nhà mình bé. Ui, đẹp không? Đi đâu? Hả? Lại cảm ơn chú. Đấy, bể cá coi. Ê. Đẹp chưa? Ờ, đẹp đấy, thật kể đẹp. Đi nữa mình đi ra đây một tí để xem. Đi nổi hết lên mới đẹp. Aí eu sei que eu não tenho esse, eu fiquei. Ah,
Đây chị. Đây cái đứng cái khu này là khu anh để dành cho cá đẻ. Đấy bỏ vào ôi mày. Đây là bà. Ui, nhiều cá con này. À nuôi đây. Cá đẹp hả? Ui, à, đẹp không? Cá coi, cá coi. Bên đây mới nhiều cá con này. Quả đẹp ấy. Sao đi? Như sơn máu luôn. Ờ, béo dạ, như Việt dạ, Nam luôn này. Ờ, béo. Cái này có khi đưa nhập khẩu từ Việt Nam ấy nhá. Đẹp không? Đẹp. Đẹp, đẹp. Ninh đồ đã thấy cá đẹp bao giờ chưa? chưa ăn. Chưa ăn à? Dạ. Cá này ngắn mổ. À. Cá để chơi đẹp thôi. Cá này là cá, cá này là cá cảnh. Nhân trai. Thôi này. Ela aqui colocar ovo, colocar cria. À. Vê aqui. Aqui tem. Cá nhỏ đâu chỗ lắm ấy. Ờ. Vườn vườn thích nhờ. Cá con này, con này luôn này. Dạ. Đây này này. Đây mà, đấy không phải đấy con đang nhanh. Vườn cam. Đây aqui, tôi là đây aqui. Aqui. Ờ, ô vô ấy, trứng này. Kìa. Đây aqui. Đâu? Trứng này. Desse aqui. Tu me dê này. Desse aqui. Preto. Trứng này. Desse aqui. Aqui. Aqui assim. Sim. Ovo. Ah, ovo. Ô, Dani. Depois vai sair cria, vai sim, sair esse sim, aqui. Sim, mesmo. Tipo, grande, quando você apanha, preço quanto? O preço? Ah. Aquele tá 150 mil. Ah, daí que con cá mà lúc lấy 150.000. Anh bắt nên là 150.000 là tương vào mấy triệu nhỉ? Năm đâu? 200 đô nhỉ? Hơn 200 đô. Năm củ. 5 triệu, 5 triệu con cá đấy. Úi giời. 5 triệu mà. Ờ, brand Việt Nam nhiều chưa đó? Con đứa. Con Việt Nam này là cũng nhiều nổi lên xem đẹp lắm. Đây. Đây ra thăm khu vườn. Là, đây có cây đào. Ai các bạn mà muốn mua cá coi thì có thể liên hệ mình nha. 94902888888 nhé. Bưởi luôn đây. Cá coi, hàng chất lượng luôn. Đấy. Không phải như quảng cáo mà nói phét đâu. Đấy. Bưởi chứ. Nói là nói thật. Cầm tay luôn. Đấy, hàng cầm tay luôn. Cứ 1.000 đô một con. Đấy. Chứ này là 5 củ nó không phải đâu. Lừa ấy. Đấy, thực chất giá nó là 1.000. Riêng ngay con to to đấy. Đây, đi bây có cả bưởi luôn này. Đó, bưởi Việt Nam à? Bưởi Việt Nam luôn. Ôi giời. Đấy không phải cam à? Hả? Cam ấy chứ. Cam à? Cái gì? Bưởi. Cam à? Cam bưởi. À bưởi chứ chứ chưa biết. Chưa biết. Ở trong này cắt bóc này, bóc à. Con rứa à. Ôi cá bá đấy chứ. Vâng ạ. Ồ. Anh ấy. Không chưa tổ, chưa chín. Ê, ôi cá bá chứ. À. Dạ. Mình bỏ mặt vào đây này. Đau lắm. Hả? Đau. Bỏ mặt vào. Đây. Eso está cuidado con pico. Ai ta bem. Ta pico. Obrigado. Pan borondo. Pronto, ainda não tem. Ainda não tem. Ele é bom. Que dao. Bom, bom pra. Ui, sou dao, né? Ui, sou. Já comeu? Salva de pêssego. Já pronto, comeu? Essa ainda não, falta pouco. Falta, mas aí embaixo tem. Cadê, sai. Ô, quase sai, luôn. Thử đi, anh em đi xuống đây xem đào chín thôi. Ui, thầy. Ui, này. Anh ơi. Ui. Tết mà ra đây bẻ đào về thì đúng là chuẩn luôn. Ui, trời ơi, chuẩn luôn. Cái này không anh em mình không đi tìm nữa. Thôi, mấy anh em đi ra ngoài xem cá đi. Mọi năm là nhà mình toàn đi vào rừng để tìm đào về ấy đấy chứ. Năm nay úi giời ơi. Mẹ anh em dù cái anh đấy ra ngoài bể cá đi. Đi. Okay. Đây có bao rồi. Bao bóng rồi. Chanh to không. Nào nhiều thế nhỉ. Đào đi phun thuốc không. Không nhìn thấy luôn nhỉ. Đây là quả cam ấy chứ. Đâu? Chanh. Đây cơ mà. Ủa? Tất cả các loại hoa quả nhỉ. Chanh cam đó. Quả này to hơn nhỉ. Cá ổi đây này, Ninh Đồ ổi đây này em ơi. Một vườn cam. Cái bà này. Cái bộ Aran ra tên Bruno đấy. Aran ra tên Bruno. À, ta là tên Bruno. Úi xời. Táo. Anh ơi. Ơi. Xuống đây mày xem có quả táo luôn này. Táo tay, táo tàu ấy. À, táo tàu ấy. Ăn được chưa, ăn được chưa, ôi giời. Ngồi đây đi. Yes, đi à. Này. Đi đâu này? Đây. Đào quả đây to luôn này. Em vừa ăn ở kia là một size là đấy. Đây quá. Một size là rồi đấy. Úi giời. Nhanh ấy. Nhanh tay. Ô. Cái em gì đây? Tay em ăn ở kia mà. Cái này gì táo, đây? Táo ấy mày. Táo tàu ơi, nhìn đây, quả to chưa? Ngon. Nhưng mà phải lịch sử ghê. Đâu? Lấy cái bao, xin cái bao. Lịch sử xin cái bao. Úi giời. Lịch sử xin cái bao. Này, vườn này như ở Việt Nam luôn nhỉ? Không thiếu cái gì. Như Việt Nam. Được cái này anh Johnny này rất là chịu khó chơi cá cây cảnh. Johnny là một người yêu thiên nhiên.
con trống cá này, chim này, Juli ơi, paramiuma cây này, grande. Ơi, giới thiệu các bạn này, Juli này là thầy giáo. Ngoài giờ đi lên trường nữa. Gì đấy? Chanh leo này, chanh leo. Khiêm không? To không? Paramiuma grande. To bằng cái máy anh thể nó. Đây. Chanh leo quá to luôn này. Juli này là ngoài giờ lên lên lớp ra này, ở nhà tí nữa đấy nhá. Trồng cây và nuôi cá. Vặt mấy quả cam về cho đông mấy cả hồng. Rất to. Lắm. Rất đẹp, đẹp, bún nịt rồi. Này, bún nịt. Được cái vườn đào ở đây nhá, rất là sai quả luôn. Ngon nhở? Rất là đậu quả không biết sao. Ê, ngon chùa. Này, có thuê người làm vườn không? Không. Hả? Toàn tu đủ dôn đi. Có gì đấy? Gì? Chỉ muốn thuê mình làm vườn thì ngon này. Này, cây táo này, rất sai quả luôn này. Cây quả táo nào. Cây này mới có quả to em ơi. À kia rồi, cóc bên kia kìa. Bây giờ mà thuê mình làm vườn đúng không? Ngon luôn nhỉ? Tưới hàng ngày luôn. Quả này chưa chín lắm, ăn được rồi. Không, quả bên kia em ơi. Đâu? Mấy bên kia quả đâu rồi? Mấy bên nào? Nè. Vô xem cá bây giờ lại tập trung vào hoa quả. Đây mà. Đâu? Chín chưa? Vô chị xem cá bây giờ anh em mà tập trung vào hoa quả. Hoa quả ăn có ghẻ luôn. Ôi, chảy được rồi. Úi trời ơi. Mua củ tú cùi à? Mày cho Ninh. Ninh đang định đi trồng cây mà. Cho ấy. Ngon nhỉ? Ăn rồi. Ngon. Ngon. Mua củ cùi à? Dạ. 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 Ngon lắm các bạn ạ. Đây, nhìn giống apple chưa? Là mà apple là táo là cái gì? Ăn có kìa. Ờ. Con này. Đây cần tây à? Hả? Bò lạ. Cần tây à? Anh nghĩ gì ăn ăn gì nè? Này, cần tây xào thịt bò đây. Không. Đây 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 đây. Cần tây xào thịt bò. Đúng không? À không phải. Dâu. Không phải cái dâu. Cái này cái gì? Không có mùi gì cả. Mình cứ tưởng cần tây nhưng không phải. Không nhỉ? Hai nào vào đi cắm trại. Xin nhau xin nhau. Cặp này hoa quả đi hết. Hay là mua mấy cắm trại ở đây thì đúng là còn cái nịt. Ra xem chim đây. Nếu mà hoa quả là còn cái nịt. Nếu vậy thì còn đưa súp thôi. Không, lúc mà cắm trại ở đây là em đưa súp đầu tư một hộp súp. Súp hào hào, lạc luôn mà. Cắm trại đây thì đúng là còn cái nịt. Đi vào đây củ lạc luôn. Chủ nhà là bên sau là kinh luôn. Đẹp luôn nhờ. Đẹp, đẹp. Đây, giới thiệu cho con mình biết kêu con gạch như này. Hoa quả à, cái này là đi bao nhá. Cây chanh. Cây. Cam này mùa ra quả đẹp luôn nhờ. Đủ đủ. Màu luôn này. Chim đẹp đây. Ủa, chim màu rồi. Đủ các loại màu luôn này. À, cho ăn được rồi. Hai. Vẹt vàng luôn này. Ngày mà gặp ở Việt Nam đây là đột biến. Ê, đột biến. Con này quá đẹp luôn này. Này, quay này mà có mấy anh đại gia Việt Nam chơi chim đột biến mà này liên hệ này là anh em mình nhọc ấy nhờ. Có anh Trương Taylor đấy. Có chưa tay lơ chưa 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 các màu luôn nhờ, con vẹt trắng kia bị hiếm kìa. Đúng không? Đúng rồi. Để xem vào con mà ra tin là phải tin ta. Não, não. Não, ele uma cor com outra cor junta depois da outra cor. Ok. Aí. Ah, mình chỉnh dịch này. Tipo ele. Vâng vâng này. Vâng vâng này. Aqui, vâng vâng này. Sơn nó.
Không, mình xin dịch lại câu của Quang Linh hôm nay là Quang Linh hỏi là anh ta là mua sơn về để sơn tất cả loại chim này à? Nhưng anh ta đã bảo là không phải. Wow, chim đẹp rồi. Đẹp. Hả? Đẹp, đẹp. Đẹp không? Vô lý hề, đang anh đang nhiều máu đi được hề. Hả? Mấy con trong này nhỉ? Mà đang nhiều máu đi được hề. Cái có bán đấy. Bán mà. Bán à? Bán. Màu nhìn đẹp luôn nhỉ? Em chơi chim ở Việt Nam nhỉ? Mỗi nơi đấy. Thằng nói là hai con như hai con trắng xanh này, luôn đè con ra là màu khác. Màu khác đúng rồi. Hả? Đúng. Ele te figlio aqui. Aqui te figlio. Cái này biệt chăm sóc cái này. Như là đi đây. Ê, cái này chăm sóc. Có phải đơn giản đâu? Có phải đơn giản đâu? Mất thời gian lắm. Nhưng mà màu nó pha đẹp nhỉ? Đây là anh cho xem con mình phối. Anh em mình thì là không hiểu gì về chim với cả co gì cả. Phối giống. Đây có ô con nhỏ đây. Đang ấp đây này. Đang ấp đây. Rồi. Máu luôn này. Phải nhìn yêu nhờ. Lên tầm tháng 2 tháng là anh mua sơn rồi anh quét. Khi nào ra lông mới phải mới phải ra lông là anh mua sơn rồi anh quét. Con trắng kia là hiếm nhất kìa. Đây đây đây, tí hỏi anh để sơn ở đâu hết rồi mà không ở đến hiện trường mà đây, không con có sơn. Này, đẹp không này? Các con trắng là con bạch tạng đấy. Em thấy cái con này. Con xanh này đúng không? Con này. Con trắng đắt nhất đấy, con trắng là ở Việt Nam mà đắt nhất đấy. Thì anh tiện là mua con này mà làm quá cho thì đẹp luôn này, tuyệt vời luôn. Mình không nuôi được, hả? Mình nuôi chết ngay. Nuôi không anh mua cho. Cái này nuôi là phải tiêm đấy, tiêm cho thuốc đây, giả nhỏ thuốc ra bắt đầu tiêm. Bò xà lanh này tiêm. Nó phê xa, nó phê xa. Anh đi nào xem. Ôi giời. Không có mình của đấy là anh ta lại mất mấy nghìn đô rồi đấy nhỉ. 2.000, 3.000 đô một con đấy. Đấy. Thế thì các bạn mà thấy chim nào các bạn thấy thích đấy, muốn hỏi giá thì có thể liên hệ qua Facebook mình. Chim với cá nhỉ? Bán chim luôn. Cò, cò chim. Đưa đến tham quan vườn với là vừa cò cái gì nhỉ? Cò cá đúng không? Bây giờ lại cò chim. Mai lại may mà anh ấy không nuôi cái con gì nhỉ? Con đây kinh doanh ấy chứ. Latamente te ở đâu chơi, đi là chơi xong rồi. Có ra ngoài bán. Có chết gì hết. Có chết mua đâu? Ở đây có ai mua đâu? Chẳng qua là sở thích của anh Juli. Đúng rồi, Việt Nam vùng nhiều đấy. Cái này chẳng qua là sở thích của anh Juli, anh thích nuôi chim ở xa thôi. Quay cá coi. Không nên nhỉ? Nước đục quá. Ui, chỗ này nhắm chim đến này. Ô này cũng phải xanh đầy kìa. Ôi trời ơi. Đây, nhiều lắm. Đẹp chưa? Ô xong anh nhiều cá to nhỉ? Ô, máu, nhiều máu ở kia luôn đấy. Ờ. Em đi ở chim này như bồ câu hề. À, khu đất mà, chim này gọi là khu đất. À, bồ câu mà. Đấy. Đúng không? Ờ, bồ đất này, mình hắt đỏ đây. Đạt thể. Bồ câu thế. Bồ câu đô gì? À. Bốn con như gì mà bản 1 triệu quan hề, đắt thế. 12.000 là bao nhiêu? Là bao tiền Việt? 12.000. 10.3 là ba. Chứ cũng rơi vào tầm mấy trăm nghìn. 400.000. 400.000 một con chim. Nhưng mà bên này người ta không biết là bạch tạng với cả bạch tạng mà là hiếm. Đúng không? Mà cái con chim máu máu đi mà bản đắt rẻ. Chứ em nói là 900.000 đấy. 900.000 một con đấy. 900.000 một con mua không? Đẹp lắm. Mình mua cho tăng. Hay tăng đi đồ con chim. Để sau à? Để sau rồi khoe nồi. Để bay. Bay rồi mà tiến luôn. Que boa agora crescer bem grande, não? Ah, sim. O calor vai de fazer ficar grande. Por que minha casa ele não cresce nada? Não, já vai crescer. É a nossa. Que amor, ele não está a crescer. Não está a crescer. Tem uma coisa, vou separar ele. Agora aqui tem mais um menino. Ração e... Sempre mudar isso aqui. Fazer manutenção aqui, nesse sítio. Aqui deve ter agora uns 200 peixes. Oh. Cái bể này của anh ý là có 200 con cá. 200 con cá mà nhân với khoảng tầm lúc ấy là... Mai dù mình được 350 nè. Ủa mà nè. Sì, mai dù mình 350. 200 con cá mà 150. Chính ra là 5 triệu một con. 5 triệu mình nhân với 200 con. 5 là bao nhiêu? 10 con là 50 triệu. 100 con là 500 triệu.
Một tí. À, một tí á? Một tí. Ui, đứng xa ra. Để đây một tí mà. Ô thì đấy, thì nhân lên. 5 triệu. Là... 5 triệu một con. Đấy. Không, 5 triệu một con à? Mà 200 con. Nhưng mà mình thì là câu. To đấy, toàn con to đấy, coi con như thế đấy. Coi người ta chỉ đạt về chiều dài 3-40 phân, con này chưa xuất ra 40 phân em ạ. Người ta tính chiều dài mà. Đâu, coi 70 phân có. Đúng, nhưng mà thường thường như mình là tính chiều dài khoảng tầm 3-40 phân đã có giá trị rồi. Ở đây có những con của Joey lên đến 7-80 phân. Ủa, 1m10, 1m5. Đấy. Nào, khi nó tẻ, khi nó xong thì kèm lên vai trời sơ 1m10. À, ngày trước có con cả 1m1 cơ mà. Centimeter. Un metro đi đấy. À. Wow. Rất grande. Con to nhất từ ngày xưa là 1m1. Cái này chỉ coi. Ừ. 70-80 phân bình thường. Ở đây có con 70-80 phân em này, con to như ngày rồi bắt lên con đấy là 70-80 phân đấy. Còn thường thường như con như này là 3-40 phân như này. Ủa, có bé này tỉnh ra tì bạc đó. Tì quá nhá. Đây là tỷ số giá bên đây nếu mà giá ở Việt Nam. Ở Việt Nam đắt nữa. Ở Việt Nam ở vì bên này ít người chơi. Không, mình mua mà giá hết là bao nhiêu? Mua hết mấy chục triệu tiền cá. 5-60 triệu tiền cá rồi. Có một cái bể nhanh ấy. Nhưng mấy cái nhà mình chết được quá. Ừ. Không, đấy mình mua toàn cá nhỏ, cá bằng bàn tay. Bán à? Bán đấy. Có ẩm thực tình thương thì có làm một con khoảng tầm nếu mà ẩm thực tình thương làm khoảng tầm 5 con. 60 con nữa. 5 năm 25 triệu đến đấy. Không thể bởi như này đi chứ. Thì Nindo thấy chỗ này đẹp không? Đẹp, đẹp lắm các bạn ạ, à, đẹp lắm. Dạ. Dạ. Hay ghê. Xem ra cháy được ra bà nhà tổng sư. Dạ. Mà anh ta cháy. Cái cháy này là không tắm ba đề á quá. Hả? Ô, tắm à? Ngay cũng tắm à? Tắm một cái bát à? Dạ. À. Mà anh ta? Đây là mua làm một cái con nhông đi. Mua hai ba con để máu từ nhà đấy. Quá đẹp luôn nhỉ. Nó tên ô tô có. Ở đâu coi? À, để sạp quay nhà. À, ở bao nhiêu? Đẹp nhá. Ôi giời ơi. Wow. Đi chân đúng không? Đẹp không? Đẹp. Dạ. Tôi đi đủ bắt con. Ôi giời. Cả ngắn luôn đi. Khoe các bạn đi, khoe các bạn đi. Ôi, các bạn thấy chưa? Đẹp này. Không, con kia đẹp này, con to này. Đấy, đây. Khoe các bạn thấy chưa? Các bạn à? Ôi, chết rồi, chết rồi. Lần đầu tiên đi rồi. Đây, thì cái cá như này. Đẹp này. Đấy, cá này. Đi được. Lần đầu tiên nhìn cá này à? Chưa nhìn. Bây giờ Ui, thích nhiều lắm các bạn ạ. Rất đẹp này. Ui chà. Cái này giàu, giàu lắm. Một con cá là... Đây giàu lắm. Một con cá là... 5 triệu ấy. Ừ, ta phải tính toán rồi. Thôi. 200 con. Thôi rồi. Nhưng mà... Ai này giàu lắm thật. 150.000. Chim đẹp này. Dạ, 150.000. Dạ. Mà nhân đi 200. Ui. 200 con đang để trên. Thôi rồi. Gần mấy chục triệu đó. 700 triệu. Được. Ui. 25 triệu. Ở đây là có cam, bưởi, đào, chanh leo, chanh.
30 triệu con này đi. Ôi, đầy đủ hết. Chim, cá, chó. Hơn. Bồn bê xoài. Anh này đưa ba chê lúc này đổi. Anh này sao? Mới rico, sí señor. Es que está bonito. Ya, está bonito. Un día vai. Anh em đi tham quan như thế là rất là ok rồi. Bây giờ anh em phải đi về chuẩn bị nấu cơm thôi. Chào các bạn nhé. Chào các bạn.